rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục thông tin giải trí cuối tuần. Quý vị thân mến, tuần này chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về ông bố tên Daniel. Sau khi chia tay vợ, vì muốn gặp gỡ và chăm sóc cho các con của mình, ông đã đóng giả thành người nữ giúp việc trong chính ngôi nhà của mình. Câu chuyện mang tính hài hước, nhưng sau mỗi nụ cười là phản phất nỗi buồn về một gia đình đổ vỡ. Daniel vẫn bị vợ chê vì ăn ở lượng thượng, nhưng khi anh hóa thân vào người giúp việc thì lại không chê vào đâu được. Từ khi có người giúp việc, ngôi nhà lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ. Vợ của Daniel, Miranda, nhận thấy từ ngày có người giúp việc, mọi thứ trong cuộc sống của cô đều suôn sẻ, ngoại trừ ông chồng cũ Daniel là thỉnh thoảng gây khó dễ cho cô vì cứ đòi thêm thời gian bên lũ trẻ. Bực mình với chồng cũ, Miranda nghĩ cách chơi anh một vố thật bẻ mặt. Cô đồng ý cho người hàng xóm sử dụng nhà làm lớp học vẽ để coi ông chồng sẽ như thế nào khi phải làm người mẫu khỏa thân trước mặt các con. Cô đã đẩy Daniel vào tình huống khó khăn hơn gấp bội, đóng đồng thời hai vai và đưa phơi kim người mẫu khỏa thân. Liệu Miranda có phát hiện ra trò đùa bấy lâu nay của bố con Daniel không? Nếu cô phát hiện ra thì sẽ ra sao? Câu chuyện đã được chuyển thể thành bộ phim nằm trong top 100 phim hài hước nhất thế kỷ 20, sách do Hội Nhà Văn và Nhã Nam phát hành. Quý vị thân mến!